Dẫu đã biết là không yêu nhau. Nãy nói gì quên rồi ta. Anh Trấn Thành, có ai lên truyền hình mà thả cái chữ đó như nó? Bài bài gì đâu? Không hay. Tại sao? Việc đôi mắt cực kỳ vô hồn. Mà lúc em gõ đây rồi, mắt đảo láo liên, nói chung nhìn vô hồn lắm. Làm gì nhiều tiền? Giám đốc âm nhạc chương trình này đó. Trời ơi. Phải không? Nguyễn Hoàng Duy. Thần chết đã lộ diện. Sao em giới thiệu về mình xem. Dạ em chào anh Thành, em chào anh Giang, em chào mấy anh chị có mặt ở đây và chào quý vị khán giả xin đài cảm ơn nhé. Em là Lê Tấn Lợi và mọi người, không phải mọi người mà là anh Thành và anh Giang đã đặt cho em biệt danh là Hot Boy Trà Sữa và mọi người cũng kêu theo là như vậy luôn. Cũng là tiếng Anh. Dạ. Thế tôi xin hài đấy. Đây là một trong những hiện tượng
cái năm của bạn ấy thi là hiện tượng luôn. Vừa 100 triệu mà nổi tiếng mà. Cái gì trăm triệu? À, tất cả tiền 250 triệu mà dần dần luôn. Cũng bị chửi dần dần. Không sao đâu cưng, do mình ăn ở thôi. Đấy giỡn chứ, nhiều khi anh nghĩ vậy nè. Cái năm mà bạn bị chửi là đa số bị chửi gì? Chửi là nói là bạn này là bạn lanh, mà giả bộ ngờ ngợt đi thi hài, nói là không trung thực, gian dối. Riêng em thì em vẫn cho rằng là nó hợp lý thôi. Đó là một cuộc thi, người ta được quyền làm mọi chuyện chỉ để hai người này cười, vậy thôi. Và còn cái sau đó bạn ấy làm cái gì trong nghề, cái thái độ sống của bạn ấy sẽ quyết định cái nhân phẩm và cái đạo đức của em. Em sống tốt, em đàng hoàng thì một thời gian nữa thì em vẫn được mọi người yêu mến thôi. Hiện nay thì cái công việc của em thế nào? Dạ em thì hiện tại thì vợ em thì bán khô gà. Còn em với vợ em đang làm một cái kênh YouTube để có thể hai tụi em đã bàn là sẽ kiếm tiền để đi chia sẻ với mọi người xung quanh. Dạ còn bán trà sữa gì không? Đâu? Dạ em đã nghỉ bán rồi. Trà sữa là sau cái vụ đó về thực sự là rất là đông. Dạ đông. Nhưng mà nó tới vì gọi là lợi đâu. Vô kiếm lợi. Đông quá, hai chồng mệt mỏi với lại đóng cửa. À, sau cái tập phát sóng là 100 triệu ạ. Rồi sau 150 triệu thì tự nhiên em bị một cái cú sốc, nói chung là em bị táo quả. Em không biết sao mà giải thích được, em rất là buồn mà không thể nào mà nói được hết á. Nhưng mà giờ thời gian nó cũng 3 năm trôi qua rồi, em đã bình tĩnh trở lại rồi. Em hôm nay em đến đây em muốn gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến với anh Thành và anh Giang đã tạo cho một cơ hội để ngày hôm nay em có thể tự tin trở lại đây một lần. Lê Tấn Lợi làm cho tất cả danh hài cười mỉm chi cho đến cười khoái chí. Tôi sẽ chiến thắng vàng rồi khi một trong hai danh hài tươi cười sạch sẽ triệu like. Rung. Rung. Mới khen xong rung liền hả? Em là Lê Tấn Lợi, bao nhiêu tuổi? Em 23 tuổi. Quê đâu? Em ở Long An ạ. Sao rung? Không biết. Hai cái tay thẳng ra coi. Xé cái tay cũng nát. Đó. Đứng hai chân dang rộng ra nữa. Đúng rồi. Hết vô. Giỡn rung. Sao mà đi thi hài? Lên coi rung sao? Này là thách thức danh hài chứ không phải là tuyển phi công mà đo độ rung. Trời ơi trời, ở nhà có ai nói em hài hước không? Không. Bạn bè nó có nói em hài hước không? Em nhận thấy mình hài hước hả? Em lên đây em coi em rung sao à? Phan giấu cái dĩa bay của em nó trả liền cho nó về đúng cái nơi nó thuộc. Về em đang đi học hay làm gì? Em đang bán. Bán gì? bán gì? Bán nước. Bán cà phê hả? Không có, bán trà sữa. À, mở quán trà sữa bán hả? Dạ. Chủ hay là người bưng thôi? Hùng. Hùng. Rồi không rài lỗ chưa cưng? Trời mưa ế cũng chết luôn. Ế chứ, mưa mà ai uống. Đúng rồi, trời mưa ít người uống trà sữa lắm. Giờ sao mưa không chuyển bán lẩu đi? Có lẩu trà sữa à? Đúng rồi, có món lẩu trà sữa. Có, biết. Rồi bán đầu dưới quê hả? Dạ. Rồi lên đây bạn gì? Đi xe Honda lên. Đi một mình luôn? Đi với bạn em. Đi với bạn em, bạn em đâu? Đâu bạn em đâu? Mập đó. Sao tự nhiên gái người ta chỉ con mập? Không, nhiều khi thân quá đó. Thân vợ quá em. Hả? Vợ em. Nhỏ đó thân hơn. Bị nó dọn về ở chung rồi. À, đêm nào cũng gặp nhỏ đó trơn. Hiện tại là có một quán trà sữa, có một người vợ, công việc ổn định đúng không? Có đứa con nào chưa? Mới đám hỏi à, chưa cưới à. Chưa cưới thì đâu có chắc đâu mà kêu dở. Nhiều khi phát thiệp còn giỡn nữa mà. Có không. Chắc lấy người ta không? Ừ, chắc lấy người ta không? Chắc. Không, kêu con mập là biết lấy rồi. Thiệt, kêu gì kêu bình thường là bình thường, gái nó tán vô mặt chứ đâu có để. Rồi cuối cùng là xong rồi đó, là đời em là trói buộc rồi đó hả? Là đời hết vui đúng không? Không biết nữa, anh xui.
Là bữa nay làm gì vui cho tôi coi đây. Thấy nãy giờ thi là được rồi. Ông gan quá. Nãy giờ là tụi anh trò chuyện là với cái tâm thế là cởi mở. Dạ. Thì tụi anh cười, trước khi tụi anh mà bắt đầu nghiêm là em thi tụi anh đâu cười. Dạ thi luôn à. Thi đi. Thi luôn. Rồi mời bạn. Cái gì vậy? Nó thở đó, nó thở. Rồi chưa? Dạ. Bây giờ trước thi nói anh yêu em cái này cho nó dễ thi nè. Thôi. Sao vậy? Không thưa, giờ không hết yêu hả? Mắc cỡ luôn. Cảnh mắc cỡ. Gái tao mắc cỡ thôi. Gái tao mắc cỡ, vì đàn ông mắc cỡ. Thôi. Mình đàn ông mà nói yêu phụ nữ đâu gì đâu mắc cỡ. Không nói là không yêu đó. Đúng. Anh yêu em hả? Anh yêu em hả là đang hỏi thôi. Anh yêu em hả là hỏi. Nói là khẳng định, không có hả. Nhìn thẳng vào cô ấy. Nói anh yêu em. Câu đó khó nói đúng không? Anh cho câu khác dễ hơn. Sao? Anh không thể sống thiếu mặt. Anh không thể sống thiếu mập. Nhìn tôi chạy vậy, nhìn tôi kia kìa. Bây giờ nói lại câu khác vậy nói hơn. Nhìn thẳng với cô gái. Anh cần mập. Anh cần mập. Ừ, đó, vậy đó, rồi về tối ăn cho mập vô. Dạ. Rồi, trời ơi, ông bước phía trước rồi, ông thò ra sau, ông bước tiếp. Rồi, hai tao thoải mái chưa? Rồi. Ừ, bung rồi đó. Rồi, tập trung và 60 giây bắt đầu. Chuyện xảy ra khi tôi đang ở trong một khu rừng. Dạ. Quân đã chiến thắng và rồi. Thắng của tôi rồi đây, bản thân là tài rồi. Thắng rồi đó. 2 triệu. Thắng rồi đó. Chuyện 2 triệu là... Trời ơi, ra giống như vợ. Trời ơi. Hai chồng đến đây mục đích khủng khiếp. Tất cả mục đích lộ rõ. Ghê thiệt, hai vợ chồng lén lút. Dễ sợ thiệt. Chắc vợ chỉ đạo quá. Tôi nghi vợ chỉ đạo. Nó không biết gì chứ. Không biết gì chứ. Vậy mấy cái này là em tự nghĩ ra hết hả? Em tự nghĩ hay không? Hay không hả? Hay không hả? Tao mới cười xả dao nói hay không? Em bị vậy lâu chưa? Hả? Mặt nó cưng quá à, thiệt á. Anh cười là tại vì nãy giờ anh thấy em dễ thương. Và cái động tác xoay đó là anh nghĩ là những cái gì nãy giờ mình trò chuyện với nhau. Nên anh cười. Dư chấn, dư chấn. Ừ. Chứ không phải là vì cái câu chuyện nó có nãy giờ có gì đâu. Chuyện chưa... trong khu rừng, anh biết trong khu rừng ở đâu. Thôi mà kệ đi, vợ được 2 triệu rồi, tiếp đi. Ừ. Tiếp đi, lấy 10 triệu. Đang vui đó. Đang vui đó. Thì tiếp không bạn? Cười lắm á, anh đang cười đó. Thằng nó đang tập thể dục cái gì kìa. Bứt móng chân. Em làm rồi. Lại cái nãy nữa được không? Được, rồi, được. Rồi, rồi. Tiếp theo. Sau cái cú té rồi mà diễn phải té xong mới diễn. Thì để té nữa. Nó tốn thời gian trời ơi. Ta tao muốn té. Rồi, thi tiếp. Rồi chưa? Nữa không? Khoan anh. Nữa, giờ gật đầu rồi, cho rồi. Bây giờ lấy 10 triệu ngon hơn. 2 triệu còn ít lắm. Lấy 10 triệu đi. Trời rung. 2 tiểu phẩm. Dạ. Rồi, 60 giây. Bắt đầu. Nãy nói gì quên rồi ta. Mười triệu. Cái này mới hài nè. Cái này mới hài nè. Vì em biết sao không? Em chân thật. Em biết sao anh sẽ tiến hành cười không? Cái kiểu đó, ví dụ như anh Trấn Thành lên diễn là y chang vậy được. Nhưng một người bình thường không bao giờ diễn được. Bởi vì cái đó là cái thật. Chính xác. Tại vì em biết, ví dụ như anh Hoài Linh với anh Trường Giang, hay là anh ví dụ vậy, diễn cái đó là tụi anh dùng kỹ thuật biểu diễn. Và tụi anh biết là làm thật nhất để lừa khán giả, để họ cười. Đó là tụi anh hiểu nghề. Nhưng một người bình thường không bao giờ diễn được như vậy. Chỉ có những người thiệt sự là như vậy mới diễn được như vậy. Và ông trời nhiều khi cho em một cái số phận là số được của. Hiểu không? À, người ta cũng ra nói, người ta trật. Em ra em bẻ người, em hỉ mũi, em cười, rồi em chà mặt chà mày, hầu được 10 triệu. Âu cũng là 2 chữ định mệnh. Nha. Rồi, bạn ơi, 10 triệu rồi. Trời ơi, dễ. Vòng sau là 20. Hỏi gì, hỏi vợ coi là thi tiếp hay ngừng lại.
Nếu em thi tiếp em được 20 triệu. Nhưng mà rớt rồi cái mất 10 triệu uổng lắm. Đúng rồi. Em cơ hội nó nhiều hơn là 10 triệu đồng. Mà nãy giờ chưa thi cái gì luôn. Nãy giờ chưa thi cái gì luôn. Chưa thi cái gì luôn. Hiểu không? Nãy giờ có thi cái gì đâu. Mà biết không? Đang có duyên. Kiểu gì tao không cười á. Kiểu gì tao không cười chào má. Đang có duyên. Thiệt. Làm cái gì mình không phải té nữa tao cười nữa. Nè anh nói em nè, anh là người rất khó cười mà em say cái anh cười liền. Đúng không? Em mà thua là về anh chửi em chết luôn. Ủa? Khoan. Cái này mình hỏi lại nè. Ai là người bắt em phải đi thi cuộc thi này? Em nói em đi thi cái đi theo vậy đó chứ thua là chửi. Đi thi theo thua chửi mắc gì chửi người ta. Đang trà sữa ế chết luôn được 10 triệu không về. À. Ê em chết luôn được 10 triệu không về. À. Để làm gì? Thôi bây giờ tôi phỏng vấn cái cô áo vàng này. Cơ hội để bước vào gala để mang về 150 triệu đó là cái cơ hội về tiền bạc, cũng cơ hội để tỏa sáng trên một sân khấu hoành tráng. Đó, cho nên bây giờ á, anh biết bán được một ly trà sữa thì lời được bao nhiêu đồng. Mà bao nhiêu ngàn ly trà sữa mới lời được 10 triệu đồng. Đúng không? Chửi cũng có cái lý của người ta chứ. Mà sao mắc cười vậy? Nhiều ta. Người ta cái gì? Nhiều nó tính vậy. Sao? Mà nói gì? Bao nhiêu trà sữa lời được bao nhiêu triệu? Nó tính được kêu không biết. Rồi bây giờ tôi hỏi bà vợ nè. Cái cơ hội bước vào vòng gala là cơ hội kiếm 150 triệu đồng. Đó là cơ hội để tỏa sáng và cái cơ hội gọi là nổi tiếng trong cái giới trà sữa. Là chỉ có một lần duy nhất là ngay bây giờ. Tại sao lại chửi chồng mình? Cơ hội chỉ có một lần. Em đâu có chửi đâu. Này ta tố cáo thu về chửi nó 10 triệu. Nó nói là bán trà sữa 10 triệu quá trời bán ế. Thấy bà chửi. Quay phim không dám nói gì đâu, về nhà mới nói. Được, bà trả lời đi, bà trả lời đi. Bà về nhà bà có chửi người ta không? Không. Hứa đi. Hứa, giờ cho thi nữa không? Đi tiếp à. Tiếp kìa. Ta cổ võ rồi kìa. Lệnh bà đã ban xuống. Nhưng giờ em thi lại cái nãy nữa. Cái gì nữa? Tùy em, cái đó hoặc cái khác. Thấy cái nào vui làm. Em có một cái á. Nhưng mà hai cái giờ xuống cái nấu thách thấy sợ. Cái miếng cái thứ hai là cười nữa. Là một cái nhưng mà diễn hai cái cười lắm. Ừ, dám chắc không? Thì bây giờ là hồi nãy là tới khúc nào hồi nãy chứ Thành mình cười anh rồi ta. Thì té thì thôi à, cứ làm gì đó. Mới nói gì quên rồi. Thì vậy thôi đó. Đó là từ khúc đó. Rồi em quên nữa là cười nữa mất công. Em quên nữa cười nữa mất công. Em anh có cảm giác như hụng, em mới đẻ ra hụng qua đó. Em không có biết cái gì trên trái đất này trơn. Em hỏi thiệt nha. Ví dụ sau đêm đám cưới rồi dắt vợ về phòng tối đó biết làm gì không? Ôm ngủ rồi làm gì? Đem tiền ông nội nghĩ gì á? À, đem tiền cưới. Nhưng mà em đâu có được giữ tiền đâu. Sao biết? Sao biết? Bán trà sữa là nó giữ hết. Từ tháng được phát nhiêu? Ngày 50 ngàn. Ngày tháng 15 triệu nhiều chứ. Ngày 50 ngàn, tháng có 1,5 triệu. Tháng có 1,5 triệu. Trời ơi. Trời ơi cái gì? Giờ thi nữa rớt cái chết. Em ơi. Dạ. Cứ suy nghĩ, bình tĩnh, quyết định thi tiếp hay ngừng lại. Không gì phải sợ hết. Thi tiếp. Thi tiếp. Rồi, 60 giây chuẩn bị. Và thời gian bắt đầu. Chuyện xảy ra cách đây 3 năm về trước, khi tôi đang bị lạc trong một khu rừng. Lúc đó tôi té vậy nè. Nó xàm không còn cái chỗ nào mà nói. Nó xàm đỉnh cao luôn thiệt. Ở mùa này tới hiện tại giờ này em là thí sinh đầu tiên mà 3 vòng mà chưa hết một nửa kịch bản. Thiệt á. Em là sinh vật lạ. Nha. Anh nói em là hàng hiếm triệu like. Trời ơi. Em ơi. Định nói gì nói đây.
thôi. Cái gì nói đi. Tên đâu không nói gì đâu. Hai chục. Hai chục. Ê, bộ lúc nào lấy được tiền gì cũng báo cáo về vậy hả? Dâu cũng chửi nữa. Tôi á, tôi có cảm giác á, bà vợ là bà lá xác hay gì vậy? Nhỏ này như muộn Simla, vợ gì cũng chửi. Nè, bây giờ bắt đầu điềm tĩnh lại nè, phân tích nè. Khát nước quá. Đây. Cơm bưng nước rót. Hai chai luôn, hai chai luôn. Thôi sao trong ngày cưới. Đây. Cơm bưng nước rót. Ủa đây. Đây rồi coi. Uống vô. Trời ơi, tim đập. Sao bụng bự vậy? Uống trà sữa ế riết bự hả? Làm sao? Ế thiệt á. Ế thiệt. Trời đất ơi, em tin anh đi nè. Sau cuộc thi này nguyên cái Long An nó xúm lại quán em nó uống, tin anh đi, nó thiệt. Thiệt. Bây giờ này mình phân tích nè, về sự phát triển của sự nghiệp trà sữa của em nè. Đúng. Cái quán hiện tại là một quán chưa có tên tuổi đúng không? Đúng. Nếu có tên, em... có tên. Có tên rồi. Tên gì nói luôn. Cai. Trà sữa biểu ra uống mà kêu ta cay là không uống nữa hả? Cay là trời, bầu trời. Cay. 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 Bởi tôi tưởng uống trà sữa biểu ta thèm không chịu. Cay là đừng uống nữa. Trời ơi. Là si cay là bầu trời. Ai đặt? Em, tại mới đầu là em bán ngoài đường á, ngoài vỉa hè á. Ừ. Rồi cái thấy trời, bầu trời cái thấy đặt bán ngoài trời đặt tên cay luôn. Lãng ra. Đúng rồi, cũng có lý do. Đó ngoài trời thấy trời hoài, sky đặt cái tên để nhớ là mình đã từng lăn lộn ngoài lề đường. Hên là ông bán trong mấy nhà, mấy trong mấy trong nhà đặt hiên. Hiên là gì vậy? Mấy hiên nội. Hiên hả? Hiên. À, mấy hiên. Hôm nay giống như ông từ hành tinh đầu xuống vậy đó. Nè, bây giờ để tôi phân tích lại nè. Bây giờ nè. Để chưa phân tích được. Đường đời sự nghiệp nè, nghe. Hiện tại là quán trà sữa của em ở Long An là chưa nổi tiếng. Dạ. Đúng không? Chưa nhiều người biết, bởi vậy nó mới gọi là ế. Sau cú này, nếu dừng ở đây thì cũng nhiều người biết rồi. Nhưng mà nếu mà bước vào gala rồi và nhận được, ví dụ bây giờ mà em thi nữa, em được 40 triệu rồi 100 triệu nữa. Hồi. Thì, hả? Hồi. Sao hồi? Sao 100 triệu nổi? 40 còn dám đi. Chửi, dữ lắm anh, tin thiệt, em nói thiệt. Nhưng kiên quyết. Nè. Coi nó hiền như nó dữ lắm. Em, mai mốt em phải anh tiếp ý của anh Giang. Cái quán trà sữa của em, người ta đến uống một là tò mò vì hot boy bán trà sữa đã nhận được giải thưởng lớn của chương trình. Cái thứ hai là người ta tò mò để em xây dựng một thương hiệu trà sữa chửi. Lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam, người ta kéo ra đứng chửi. Kêu ra đứng hả? Chửi thôi. Hiểu không? Ừ. Kêu không? Kêu không? Khoái. Khách vừa tới đừng cho nói gì chân, ngồi im lặng. Kêu diện đừng trả lời, quay hỏi gì muốn sao. Ừ rồi đó, vậy thôi là khách thích liền. Ê, chết luôn. Toàn bộ Long An và 12 tỉnh thành Đông Nam Bộ, toàn bộ đồng bằng sông Cửu Long sẽ dồn về quán em. Tập trung tại quán em, chỗ đâu ngồi trà. Từ đó quán em sẽ không còn là trà sữa bình thường, em sẽ là trà sữa sân vườn. Thôi là sữa chửi. Đúng. Mê loại hình đó rồi. Em sẽ là trà sữa chửi. Bước ra từ thách thức danh hài. Đúng vậy, khủng khiếp. Một quán bao tất cả khách khứa của toàn bộ miền sông nước. Đó tất cả thu nhập tăng lên. Em mua cho hơi em đi giao trà sữa. Đúng vậy. Tới nơi bấm chuông, rét tuột kiến xuống, đẩy ly ra. Đây, thâu tiền, nhiêu? 15 ngàn. Bỏ vô. Nhẹ nhàng. Mà một ngày bán 20 ly nha. Bán 20 ly tiền xăng. Trăm mấy. Ừ, sao kìa? Chịu không? Em hỏi lần cuối ha. Hỏi lần cuối nè. Chơi không? Chơi không? Trời chứ. Đúng hả? Nhưng mà anh có một cái đó đó. Anh Diễn không cười là mất tiền về. Chửi, đừng chửi, hứa đi. Bạn cứ quyết định đi ạ. Dạ, thôi giờ sao? Biết sao? Tiếp ha. Em, tiếp luôn. Nói bất chấp một phút không cười là nói tiếp. Nói bất chấp làm gì làm. Và đi tiếp à, là... em xin đi tiếp. Đi tiếp. Cẩn thận nha.
Tôi phải ráng mới được. Hey. Đừng có gồng, đừng có gồng chứ chứ. Đừng gồng hả? Cứ bình thường đi. Bình thường, bình thường. Hey. Vòng 4 là giám khảo sẽ khó khăn hơn đó nha. Chuẩn bị chưa? Nhanh nhanh. Và 60 giây bắt đầu. Đó, tôi té vậy đó. Rồi cái tôi bò vậy nè, cái tôi thấy con rắn, tôi sợ quá trời quá đất. Cái tôi ngồi dậy, tôi móc điện thoại ra, tôi gọi cho mẹ tôi. Thật ơi, không chịu bắt máy nữa. Trời ơi em ơi, mày duyên lạ, duyên lùng luôn thiệt á. Trời ơi, bây giờ tôi có tiền tôi sắm nhỏ này về nuôi liền thiệt á. Duyên khủng khiếp. Ngày cho hai ly chục. Mà ở đâu mà nó nghĩ ra cái chi tiết điện. Điện. Trời điện, ơi điện. Để yên lâu. Để yên lâu 4 trời giây. Trời ơi, không chịu bắt máy. Lần đầu tiên trong tích tích trên hài, một kịch bản xài 5 vòng chưa hết. À, ê nó nghe nè cưng. Dạ. Chơi vòng trăm không? Thôi, sợ quá. À, nói em nghe nha, Trường Giang là rất ít cười, mà giờ chạm tới cái dây điên của ta rồi, khó dừng lại lắm em. Bây giờ với ông thừa thắng xông lên, con người hơn thua nhau là đúng thời điểm. Đúng. Trời ơi em ơi, tưởng tượng đi, 100 triệu cả đời em sao kiếm được. Một câu nói 60 triệu, nghĩ đi. Bạn có hai lựa chọn nha. Bây giờ mình đi tiếp là lấy 100 triệu, hoặc là ngừng ở đây để vào gala. Bây giờ nè, bây giờ để anh phân tích lại nè. Dạ, nữa hả? Nữa. Thiệt, để phân tích nghiêm túc. Dạ. Hiện tại là 40 triệu. 2 năm trời, nếu bắt đầu sự ổn định mới kiếm được số tiền lời đó, chưa tính tiền lương hai vợ chồng. Dạ. Là số tiền quá lớn. Mơ ước của một người bình thường không bao giờ kiếm được. Nghiêm túc, ở dưới miền Tây anh biết thu nhập đầu người nhiều khi một tháng 700 ngàn. Đúng. Một tháng nhiều khi 700 ngàn một đầu người, mà chi phí cho 4 người con đó. Em đang có một số tiền mơ ước, nhưng hiện tại em đang được lợi thế là anh với Trấn Thành đang rất là thích, và khán giả đây rất là hào hứng. Em làm cái gì cũng cửa chứ. Em bây giờ là ngôi sao đó. Nhưng mà cũng phải nhìn lại cho kỹ, số tiền 40 là số tiền lớn, nhưng cái cơ hội kiếm 100 triệu bây giờ nó lớn hơn cái cơ hội đang có 40. Nãy giờ em xài một cái một, em có nói gì đâu. Nhưng mà cái khúc mắc cười thứ hai em xài luôn rồi đó. Nó nói alo, không bắt máy. Rồi xong rồi, giờ biết gì. À, giờ em biết khúc đó khúc mắc cười luôn hả? Dạ, khúc đó mắc cười. Ghê à, alo. Ghê à. Mà giờ còn gì không? Quan trọng là còn gì không? Em phải biết là vậy nè. Nếu em còn, cái khả năng em kiếm tiền cao lắm. Tại vì em thử, em dùng cái sự suy nghĩ của em đi. Em cho đến giờ phút này là cái người làm cho khán giả trường quay cười rần rần mà cười mỏi miệng nhất tới bây giờ nha. Em là phải nói là sinh vật lạ đó. Kêu nghỉ kìa kìa. Ai? Mình là người chồng trong gia đình. Lên bà hạ lệnh nghỉ à? Mình là chồng, mình muốn gì vợ mà ý kiến sao mà tài lực. Quan trọng bây giờ còn cái gì không? Để em nhớ rồi nãy em diễn tới đâu à? Nghe điện thoại không hả? Nghe điện thoại hết rồi đó, tới đó cười rồi ông ơi. Sao áp lực ba anh chị vậy? Cứ để bạn quyết định nha. Bây giờ thi tiếp là cơ hội 100 triệu, hoặc là gần lại 40 triệu, bước vào đêm gala chinh phục 150 triệu. Còn miếng là còn cười, bảo đảm. Cứ còn miếng là còn cười. Tại vì giờ đang trong cái ga cười của anh với anh Đức Thành. Ngày mai chưa chắc em làm anh cười được. Thiệt. Giờ dạ, sao em phải nghĩ đi. Nhưng mà giờ em không biết em làm cái gì nữa.
Anh chỉ em cái thì em làm vui. Anh chỉ em. Anh chỉ em làm, anh biết trước cho anh cười. Hả? Còn không bao giờ vậy, anh gửi nè. Em mời vợ em lên đây. Đó, em làm gì làm. Thôi con nó chửi, giỏi lắm. Thì để nó chửi thôi. Sao, anh thấy sao? Nè, bây giờ anh chỉ em luôn nè. Em mời vợ em lên, em diễn lễ cảnh hồi xưa em cua vợ em sao. Vậy thôi đó. Em đừng có kể trước nha, đó anh em gửi. Chỉ cần cua nó thôi là có chuyện làm rồi. Vậy thôi. Lên em. Em không cần nói, nhỏ áo vàng không cần nói. Để nó nói. Lên cưng. Chừng nào cứ ra duyên cưới. Bây giờ là đây là tụi em sắp sửa trở thành cặp vợ chồng quyền lực nhất Long An. Thấy không? Nguyên một xứ đồng bằng sông Cửu Long sẽ nhớ tới tụi em. Bây giờ đây, đằng sau lưng người phụ nữ quyền lực cua bả như ngày đầu tiên. Giờ vậy em xin đi tiếp. Đi tiếp. Lớn á, trời lớn á. Tập trung nha, thoải mái. Chừng nào sẵn sàng rồi ra dấu hiệu. Tao không cười nữa, tao thiệt thề mày luôn. Gồng. Gồng, gồng dễ cười lắm. Bình thường thôi, thả lỏng. Và 60 giây bắt đầu. Đi đó ngồi đi. Ủa mà mới cua không có ngồi chung. Em mới cua không có ngồi chung. Em tôi muốn coi nó diễn dài hơn nên tôi ém lại. Bây giờ nó ém không được. Bây giờ diễn thêm tí đi. Tôi đang muốn coi dài hơn. Coi như có tiền rồi, diễn thêm. Khát nước muốn chết luôn, sao nói nổi. Chưa cua mà anh cười thì cua gì nữa. Nè, vừa diễn vũ, vừa diễn vũ. Em cũng khác. Trời đất ơi. Ai phải tới đây xong mà dọn bàn ăn cơm luôn đi. Hai chồng mạnh đứa nào xin được xin hoài. Nước chùa hả? Hết giờ rồi kìa. Thôi giờ em mừng quá, không biết làm gì luôn nữa. Xàm không. Còn là xàm không? Thôi ngồi hoài vậy đi. Làm lễ, làm lễ. Rồi bấm giờ diễn lại từ đầu nha. Ui. Thôi sao diễn ăn rồi mà. Qua để anh nghe ban tổ chức thông báo. Ban tổ chức thông báo. Dạ dạ. Ban tổ chức nói là phải diễn hết, còn không là không có trao giải đâu. Thôi. Thì bây giờ cứ diễn đi. Bắt đầu. Hồng ơi, đây là em đâu quên rồi câu ước hẹn. Có lẽ họ đẹp họ sang ở nhà cáo cửa rộng nên anh đắm anh sai anh to anh mong còn nhớ chê người cô em gái đang ngồi đó. Hai người cười rồi kìa. Thôi được rồi. Trời ơi, bá đạo. Trời ơi, nó chịu hết nổi rồi, nó hung nhỏ kìa. Tối giờ có chửi không bà? Hồi ôi giờ nó về nó ôm nó hung kìa coi. Thôi bây giờ nè, bây giờ nè. Tôi tức quá, cười sớm chị không chịu được nè. Ta ép là giờ. Ôm hoài vậy. Nhà cũng ôm nó hoài. Bởi vậy bắn ế không chết. Lại ôm bắn ế đúng không? Ôm ta không vô. Ôm ta không vô kìa. À, không ôm chịu nổi. Không ôm chịu nổi.
ôm khách không vô? Ở nhà là em ở nhà em ôm. Đây là trên sóng truyền hình, tất cả mọi người đang nhìn thấy tụi em. Vậy anh cắt khúc đó anh em. Bây giờ này, bây giờ cho tôi hỏi nè. Hồi xưa vì sao mà hai người gặp nhau và vì sao mà em tán tỉnh bạn gái rồi dính nhau? Đi đám cưới không? Em nói đi chung đám cưới. Cái... sao ta? Mà nó phái em cái nên nó... Đáng kể. Nó phái em cái xin số điện thoại của một bạn em, xin em cho số điện thoại. Cái em cua mà em cua lộn nhỏ bạn của nó. Xong rồi cái mới biết là nhỏ kia có ghệ rồi, không dám nhắn tin nữa. Rồi sao gặp bả? Thì em đi chơi với thằng kia, cái thằng kia nó nói nhỏ này cũng phái mày lắm á. Cái cho lại số, đúng số của nhỏ này. Tối về nó quýnh nữa, nó chịu nữa. Tối nó đi tối có vậy. Tiền dễ vậy quýnh em. Đó, nghe không? Có tiền dễ gì quýnh. Hai đứa cưng quá tụi em ơi. Tụi em giống như là trời sinh cặp, người ta nói là cá mèo một lứa. Nó làm sao? Nó giỡn chứ. Ghẹo á, ghẹo. Hai đứa dễ thương lắm. Thấy không? Đứa không nói gì trơn, thằng kia nói hết trơn. Đứa kia không có nói, về tối chửi thôi. Cưng quá. Giờ có 100 triệu định làm cái gì? Dạ, làm gì giờ ta? Em cũng biết. Trả nợ. Nợ ai? Nợ gì? Em mượn nợ thằng bữa đám hỏi nó đó. Không có tiền, cái mượn nợ giờ về trả. Mượn nhiêu? Những 10 triệu mua vàng. Rồi mẹ cho miếng bù vô mới buộc đủ vàng cưới. Bán trà sữa được nhiêu mà dám mượn 10 triệu mua vàng? Thì mượn vậy chứ không biết chừng nào có trả. Trời ơi, giang hồ gì đấy giờ. Chết, đừng nghe đó, nhỏ chửi em chết à. Nhỏ cho mượn nợ á. À, nhỏ mượn nợ chữ. Ê, giờ có tiền rồi dễ giàu gì chữ. Đâu dám giữ mày nữa. Giờ em đại gia rồi. Giờ có 100 triệu bán trà sữa nữa không? Bán chứ anh, trời ơi. Em trông lên, anh cho người ta biết quán. Bán sushi nữa. Ờ quên, có bán sushi nữa. Đẻ ra dễ sợ, mới lấy 100 triệu đẻ ra món em bán. Mai bán bánh mua lan trứng muối nữa. Không có, cũng có bán nhưng mà cũng ế nè, không giới thiệu. Cũng ế luôn hả? Ế. Xem bán gì cũng ế trơn vậy. Có biết đâu, đó bán ngoài vỉa hè thì ngày cũng kiếm được 200 ngàn. Mà mưa cái trốn vô nhà cái chết luôn. Cưng quá, hai đứa này nó cưng quá trời cưng. Em run quá, trao giải em vô. À, anh nói cho em nè, em là vừa có duyên mà em rất là thông minh nữa. Em thông minh mà em gọi là lau cá luôn mà. Hiện tượng luôn thiệt á. Thiệt á, em à, là nó cưng ghê, nó thương vợ nó lắm. Hai đứa nó đụng cái gì nữa nó hửi hửi hoài. Hửi vợ nó. Mà thường hửi là mấy cái con gì? Mấy con người mà tình cảm người ta mới hửi nhau. Ừ, chẳng nói gì đâu, định chửi vậy đó. Đó, hửi nữa. Cá coi. Không cá cái đi. Tao đem về 100 triệu. Tài giỏi. Không cái. Cười đứng giỡn cười tới chịu cũng được. Mắc cỡ cười không vậy đó. Đó. Đâu ngậm miệng ra được đâu. Hôn nhỏ con cái đi. À. À, giải thưởng 100 triệu. Ê! Dạ kính thưa công ty Điền Quân, cảm ơn anh Trấn Thành, anh Trường Giang đã cười em được 100 triệu. Em xin cảm ơn. Cảm ơn anh. Hứa, em hứa sao? Em hứa sau này em không dám. Ủa lộn, sao? Để xếp xuống. Em hứa. Hứa gì vậy? Em hứa sẽ làm quán trà sữa sao đó. Đổi tên gì đó đổi. Em sẽ là... thôi hot boy. Em sẽ là hot boy trà sữa. Em sẽ bán được trà sữa nhiều hơn. Ok. Chị em về ông nội? Dạ, em đâu rồi. Rồi, được rồi. Được rồi ạ.
Phải có bả mới thi được hay sao? Sao cũng còn đúng nữa. Mà tại sao phải có con vợ mới thi được? Em không biết. Truyền lửa hả? Hả? Truyền lửa đúng không? Cổ động đúng không? Nhìn cười mắc cười. Rồi giờ thì sao? Ê, nó nghe nè, mình có nhớ bữa nay mình đi thi không ta? Dạ, chào khán giả. Ghê lắm, mánh mung lắm chứ. Hôm bữa là chỉ có nói chuyện thôi là đủ cười, bữa nay hát bà nghe chơi được không? Trước khi thi hát không được cười nhưng... Tại cười vô thi không cười được. Giờ hát, anh yêu cầu đi. Em muốn hát gì em hát? Hát à. Bài gì mà bạn thấy thuộc nhất á, bạn hát. Bài gì bạn học, bạn hát, được hát. Bài gì của anh hát em quên rồi. Bài à, giả vờ yêu hát sao mới đầu ta. Đêm chia ly. Nghe nè, mình có nhớ bữa nay mình đi thi không ta? Bữa là chỉ có nói chuyện thôi là đủ cười, bữa nay hát bạn nghe. Bài gì mà bạn thấy thuộc nhất á, bạn hát. Ghê lắm, bánh bung lắm chứ. Đêm chia ly, mưa rơi hay hay. Đêm chia ly, mưa rơi hay hay. Bước chân anh trên đường khuya hoang vắng. Sau đêm nay, hai đường hai lối bước. Đường đi mất sẽ vắng bóng em bên đời anh. Lần cuối ta nắm tay nhau thì hãy đôi nghe đi em. Những năm tháng yêu nhau giả vờ. Mình cứ cố gắng bên nhau, hạnh phúc buồn đắp ai kia. Lối đi đến nơi nào cho chúng ta. Đành thế thôi cứ chia tay dù biết sẽ tốt cho nhau. Mất cứ mất em về với người. Lòng vẫn không nói nên câu rằng trái tim vẫn yêu em. Chẳng thể sống bên người như lúc xưa. Nè nói nè. Đó, bạn hát bài tôi trên đầu đám cưới. Có muốn tôi hát tặng bài này không? Nó ừ ra đi. Giờ lấy trong rưỡi về cưới luôn. Hỏi lời ra duyên. Ừ, mà MC có duyên sợ đám cưới ta lên hát giả vờ yêu. Mà công nhận bài này em hát hay hơn Ngô Kiến Quỳ. Trời clip. Ca hay quá. Ca hay, đẹp trai. Mà ca sĩ không ai sắn quần vậy. Ca xong kéo quần nó vô. Xả lai ra, thoải mái đi. Thoải mái đó, để quần bị rộng không? Dạ, hơi rộng. Kéo ra chi ông nội ơi. Ai cần kiểm tra độ giãn đâu. Rồi sao rồi hổng rài về rồi còn buôn bán không? Bữa giờ hả? Thì xong lấy 100 triệu người ta biết người ta vô đông. Tại nãy anh kia dặn nói vậy. Mã tay làm gì sao cứ hết chùi cái này rồi tới khều kia rồi cào rồi ghẻ rồi nó mọc được quá trời. Bây giờ anh nói em nghe nè. Em hiện tại là nó đã có một giải thưởng lớn ở vòng trước. Vô vòng này nếu được giải thưởng nữa là thành 250 triệu. Đó là một hành trang cho một tuổi trẻ như em là rất lớn. Thứ hai là em đẹp trai, em hát hay nữa. Em hoàn toàn có thể bước vô showbiz nếu có người đứng đằng sau lưng. Đúng luôn. Và anh nói cho em nghe luôn, trong showbiz rất nhiều cô gái xinh đẹp. Thôi chết. Thôi chết. 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 Đâu biết tính người ta rồi. Em nói thiệt. Em ơi. Em nên nhớ nha. Một em năm nay bao nhiêu tuổi? 23. 23. Một người đàn ông 23 tuổi trong tay nắm giữ một gốc 4 tỷ. 250 triệu đúng không? Một gốc 4 tỷ. Chưa gì hết. Chút chuyện không cười quê chết luôn. Thiệt. Không, tôi đã nói rồi, tôi nói, nếu hãy bạn tưởng tượng về điều đó. Một người đàn ông 23 tuổi sinh sống như những ly trà sữa. Đột nhiên một ngày nọ, gốc 4 tỷ ập tới gia đình. Và anh ta sẽ có khả năng đi hát được. Tại giọng hát hay,
có tình cảm. Đẹp trai. Đẹp trai, quan trọng gãi liên tục. Khán giả sẽ yêu thích em. Những cô gái đẹp sẽ yêu thích. Đúng. Những cô gái đẹp của showbiz bắt đầu để em. Cô gái đẹp phái gãi lắm. Cô gái đẹp phái gãi. Trời đất ơi. Gì? Thiệt cô gái đẹp. Ai cô gái đẹp khoái gãi bà nội? Từ nãy nói thì em phái gãi những cô gái đẹp sẽ để ý em. Tôi nói là bạn phái gãi, khán giả thấy bạn chân phương sẽ để ý bạn. Còn những cô gái đẹp là Trường Giang nói, bạn đừng có gom lại thành một chuyện. Nghe sao? Giờ sao? Giờ thi hả? Thi chứ giờ rung. Đi đi. À, thi. Sang giờ thi cái giọng có một giọng một luôn, thiệt không nghĩ ra được gì. Thức tới 4 giờ sáng tập, kêu nó tập trung, bữa nay rớt là chết luôn. Giờ em làm tiếp cái hộp. Lạc vào khu rừng, đe cái bạch. Đang nghe điện thoại. Đúng rồi, không, kể lại chút xíu cho khán giả hiểu. Là làm sao, kể lại cho khán giả nhớ lại nè, cái dòng bữa làm sao nè. Gặp rắn ha. Là em đi em mơ đúng không? Kể là kể, cái chuyện đó sẽ rồi. Còn từ cái lúc mà nghe điện thoại xong tới tiếp theo đừng kể nữa. Bây giờ em kể trước, tức là thay vì khán giả họ có coi số đó thì họ hiểu, còn họ không coi họ vẫn hiểu. Hiểu không? Họ không hiểu họ mới coi lại cái nữa. Coi vô YouTube. Mày làm gì, mày làm gì mày ơi. Trả keo quá sợ. Rồi chưa? Rồi. Gọi thả cho má nghe. Thời gian 60 giây, vòng 1 bắt đầu. Ồ, có một con rắn. Sợ quá, giờ phải lấy điện thoại gọi cho mẹ. Alo. Làm gì gọi từ bữa ghi hình tới bữa nay chưa chị bắt máy, giờ mới bắt máy nữa. Giờ sao? Giờ đang gặm rắn mà sợ. Vẫn đã chiến thắng vòng rồi. Chúc mừng bạn qua vòng 1. Nụ cười từ Chiến Thành. Sao nó lãng vậy trời? Điện má rồi giờ đang gặp gắn. Trời đất ơi thiệt. Ông, anh Trường Giang sao không cười? Tao đâu thấy mắc cười. Cũng nó mắc cười đó. Cũng nó mắc cười đó. Cũng nó mắc cười hả? Biết rồi, cũng nó mắc cười. Gặp gắn mất gì gọi cho má. Thì thấy gắn sợ mà em chưa sợ. Ừ, chưa cười. Quên, còn khúc sau mới mắc cười. À rồi rồi. Rồi. Vòng 2 nha. Rồi, vòng 2. Câu chuyện cặp con rắn bắt đầu. 60 giây, thời gian bắt đầu. Giờ con đang gặm rắn. Giờ giờ sao không sợ? Rồi, hiểu rồi. Mày no rồi con. Bà nói là giờ tao quay đầu bỏ đi, giờ tao nắm đầu mày tao quay trước rồi tao bỏ đi sao? Vẫn đã chiến thắng vẫn rồi. Thắng của chúng rồi đây, bạn đã tại rồi. Đơ ra chết thì không được, chắc luôn chết. Chiến Thành cười rồi. Nhưng mà em muốn phái hai người cười luôn. Chồng hai, anh Chiến Thành lại cười. Khoái chinh phục hai người. Là gặp rắn là quay đầu bỏ đi, mai mốt là biết mình là bản thân là có vợ rồi. Mà gặp nhỏ khác thích mình cái gọi vợ, vợ nó quay đầu bỏ đi là cũng làm y chang vậy luôn á hả? Vậy thí dụ như mà hôm bữa không gặp rắn mà gặp con vợ, rồi má nói gì rồi không lẽ cầm đầu con vợ quay. Ý cái đó chỗ mắc cười là má kêu quay đầu bỏ đi là quay đầu đi vậy nè, mà không quay đầu đi ai không biết ông nội đó giải thích vậy. Không hiểu khúc đó hả? Sao không hiểu? Hiểu sao cười không nổi? Chỉ có ông mới là không hiểu câu hỏi của người ta thôi đó. Vậy em hỏi em gì vậy? Trời đất ơi. Bỏ đi. Rồi giờ vòng 3 lại gì? Rắn chết rồi làm sao nữa? Bây giờ quay con rắn rồi. Ông quay con rắn xong rồi đó. Còn không? Còn mà chắc xàm không cười. Thiệt xàm. Thử luôn đi, thử luôn đi. Rồi vòng 3 nha. Sẵn sàng chưa? Rồi. Rồi hen. 60 giây bắt đầu vòng 3. Mém dính luôn rồi đó. Mém rồi luôn. Vẫn đã chiến thắng rồi. Thắng của chúng tôi đây, bạn là ủa. Ông kia ông bị đứt dây cười rồi. Ông bị đứt dây cười. Không phải.
rất là nhạy bén, nắm bắt tình huống rất là thông minh. Mà mắc cười không mấy bạn, đúng không? Thế được. Tôi đâu có bị điên mà tự nhiên tôi cười. Nó nắm được tình huống, nó biết. Mà nó dùng cái từ mém, thấy ghét. Mém dính luôn rồi quay qua cười xong chạy làm như mừng đó. Dễ sợ thì. Rồi, bạn ơi, vòng 3. Bây giờ là vòng 4. Tôi chưa từng thấy một thí sinh nào tới thách thức danh hài có một câu chuyện con rắn thắng gần 170 triệu. Đúng khiếp. Làm cái gì hết trơn cái trời, nó không có làm cái gì. Câu chuyện điện thoại gì cho bà mẹ thôi 100 mấy chục triệu. Rồi bà mẹ con biết trả lời cái gì luôn, 100 mấy chục triệu. Giờ không em mà được vòng 4 là qua vòng 5 kêu nó lên diễn chung luôn. Anh cười đi, em diễn vòng 5 coi hay. Giờ anh ráng cười với em này đi. Cái này cũng hơi vui thôi à, chứ không vui lắm. Ráng cười này đi mới coi được vòng 5. Rồi, làm. Vòng 4, thời gian 60 giây bắt đầu. Sau khi gặp con rắn, tôi mới đi qua bên đây. Tôi thấy có con nhỏ con gái ngủ. Cái tôi để nó ngủ với kêu dậy nó chửi. Quân đã chiến thắng vang dội. Thắng được trong đời này bằng thật là tài giỏi. Vòng 4, bạn đã qua được. Lên, ủa chưa? Lên. Chưa chút chuyện. Là cái con gái đó là con vợ đó hả? Công chúa ngủ trong rừng. Thôi công chúa này mà chửi, con vợ mới chửi thôi. Không, công chúa mà ám ảnh con vợ. Em chắc chửi nhiều quá ám ảnh. Chửi nhiều quá. Nhưng vậy mà không? Nếu mà được 100 triệu, 150 chắc chắc khác nước nữa. Thề luôn. Ông quỷ ghê. Nãy giờ tôi chưa cười luôn á nha. Đó. Đây. Đây. Lấy miếng nước, đây, uống. Ê, nó nghe nào. Tôi không biết sao chứ một chai nước là 1 triệu đó. Không thể uống mấy chai rồi. Uống cái mỏ thấy ghét. Y như con cá chiều kiến. Mỗi lần mà nó hung vợ chắc chết thiệt nhỏ. Chai mà nó cỡ đó nhỏ nó núp. Thôi. Tao nghĩ sao nút nó. Rồi. Bây giờ là tiểu phẩm vòng 5 đó, là bạn mời vợ lên diễn đúng không? Diễn không? Bây giờ em làm đúng cái tiểu phẩm tuần cuối đó, cua nó thôi là được. Thì cũng tính vậy luôn. Ừ. À, tôi nói biết trước nha. Lần đầu tiên anh gặp em, anh không biết gì về em hết. Anh cười, chứ hồi nãy giờ là anh chưa cười bởi vì anh đã biết em là con người như vậy rồi. Hiểu không? Thì em cũng vậy, nhờ làm sao? Có làm khác cửa kỳ đâu làm thì kể. Ai biết làm gì làm đi. Vậy chắc khỏi cười luôn. Kệ người ta làm giá chuyện của người ta. Ta làm giám khảo ta được quyền. Mấy người ngộ, mấy người thi, mấy người là tập trung chuyên môn. Vậy giờ lên diễn đi. Trời ơi, cái chiều mến vô. Đó, bấm liền, bấm đi phải. Chưa, phải giờ cua nha. Chưa đeo micro, chưa đeo micro. Không nó có đeo micro không? Nó đâu có micro đâu. Cho nó nói chứ lỡ có... Bấm đi. Bấm vào 2. 60 giây bắt đầu vòng 5. Em, anh yêu em. Cho dù anh có được 150 triệu đi nữa thì em vẫn luôn nằm trong tim anh. Nhưng em đừng buồn. Sẽ có nhiều đứa nằm kế bên em trong tim anh. Tụi cậu hết rồi chứ còn. Tiếp. Nghĩ cái gì ra khác nói tiếp. Tiếp luôn tiếp bạn. Hồi xưa cua làm sao? Gì lãng. Nằm kế bên em. Đừng nhìn đồng hồ. Nói tiếp kệ bạn đó. Anh yêu em. Cười hoài rớt vợ. Trời ơi. Anh yêu em nhiều lắm. Mập. Chúc mừng bạn.
anh Trấn Thành. Có ai lên truyền hình mà thả cái chữ đó như nó hôn nhỏ cái đi. Đám cưới năm nay đại lớn à. Rồi sao ta? Em không thể nào nói được. Chỉ có gãi thôi. Mà kéo nữa. Nó nghe nào nhỏ con gái lấy 100, 250 triệu sắm cho nó cái quần dừa cho nó kéo hoài rồi tình. Thấy làm sao? Em cho anh biết cảm nghĩ khi em có một thằng chồng như vậy. Cười rồi thắng chứ cười. Rồi khóc. Sao? Ở trong nó thơm tho gì đâu, dúi vô hoài vậy. Phát biểu cảm nghĩ. Có một cha chồng vậy thấy làm sao? Cảm thấy hạnh phúc. Em không biết nói gì. Kêu nó hát em nghe em bản được không? 4 năm nay em không nó không nghe nó ca được một câu nào luôn. Thề luôn. Bắt Kim Thang, Lan Bí Rợ không bao giờ hát. Giờ em muốn nó đứng đây nó hát em nghe. Ca câu đi cho người ta. Người ta vừa mang về một góc tư tưởng. Ta mới mang về góc tư tỷ mà không ca được bài nó không chia cho một cách đâu, tôi nói thiệt. Em không biết hát này, để về nhà em hát đi. Thôi giờ bắt đầu xàm rồi. Đó, đó. Đúng rồi đó, bắt đầu xàm rồi đó. Để ca đùn tí, câu cho có đúng không? Trao giải thưởng nó mới hấp dẫn. Thôi ca một bài tặng nó luôn đi. Alo. Yeah. Ông có một cái mic rồi, không cần cầm cái kia. Có, cũng bắt đầu xàm nữa rồi đó. Giờ em hát bài chứ, giờ em vui quá rồi. Em không biết nói gì luôn á. Không biết nói gì mà nói từ nãy giờ. Dạ. Em ca bài tặng nó ha. Tặng ai? Tặng vợ, tặng nó. Lấy tiền của chương trình đi, đi tặng vợ. Ồ. Dạ tặng tất cả mọi người có vợ. Dạ. Có vợ thôi, mấy người không có vợ là không tặng. Dạ tặng hai anh luôn. Anh luôn. Với một bài hát. Cái này cho anh Thành. Làm vợ anh nhé. Anh có một bờ vai đủ rộng, một vòng tay ấm, một trái tim luôn thấu hiểu em. Làm vợ anh nhé. Anh sẽ luôn là người che chở, mang đến cho em sự bình yên. Anh muốn bay xuyên thời gian, xuyên không gian để tới bên em. Anh muốn bước đi cùng em trên đoạn đường đánh nắng. Hãy để cho anh được yêu em bằng tất cả những gì anh đang có và sắp có và sẽ có. Say you do, em là bà nội của anh. Thôi, hoài. Khôn lắm, lành lắm. Chứ không phải khờ đâu. Thiệt thà, nhưng mà khôn lắm. Khi một người chồng mà thật thà, mà khôn như bạn, thì tôi tin bạn là một bờ vai dựa vô được. Chứ người chồng thật thà, mà khờ, thì hơi lo cho người phụ nữ. Bởi vì thật thà với khờ mà nó đi đôi với nhau á, vụng về lắm. Mà cuộc sống một người đàn ông thì không nên vụng về. Đàn ông phải nên vững chãi. Tôi thấy bạn là một cái người á, thật thà nhưng mà thông minh. Đầu óc bạn điều khiển được mọi chuyện bạn làm. Bạn là một cái hiện tượng lạ. Và tôi nghĩ là nếu như một ngày nào đó bạn bước vào showbiz, bạn trở thành một ca sĩ, tôi cũng không có gì ngạc nhiên. Giọng hát hay. Quan trọng là giọng hát có tình cảm. Và cái giọng hát có tình cảm đó thì tôi nghĩ là nó phải xuất phát từ một con người sống có tình cảm. Một hiện tượng lạ của năm nay. Chỉ sợ là dính vô showbiz đã bắt đầu bỏ vợ bỏ con. Thôi em sợ vậy lắm. Nhiều vô lắm. Showbiz là... Đưa vợ vô showbiz luôn hả?
Không, tôi nghĩ như này nha, tôi nghĩ như này nha. Con người sống như thế nào thì mãi mãi người ta là như vậy. Cái tâm là cái quyết định con người có thay đổi hay không. Tôi nói không biết chắc chắn là bạn có vào showbiz hay không. Tại vì nếu nói như vậy, tất cả những người cứ nghe nó vào showbiz là bỏ vợ bỏ con à. Không. Làm vậy, nghe cái showbiz nó tệ quá. Đúng không ạ? Sống, chúng ta phải có cái nghị lực vươn lên. Cơ hội nó đến với mình, ai cũng muốn làm giàu hết. Và cả bạn, nếu như bạn có cơ hội bằng vào showbiz, bằng làm ca sĩ, bạn thay đổi một cuộc đời mới, lý do gì không? Tôi nghĩ vậy. Nó không có gì là xấu xa hết trơn. Showbiz nó không có xấu. Chỉ có những người xấu nằm ở trong showbiz làm cho người ta nghĩ nó xấu thôi. Bây giờ với 250 triệu đó bạn sẽ làm cái gì đó? Xây nhà, cưới vợ gì đó rồi nó cũng sẽ hết. Đúng không? Nếu công ty của Thách Thức Danh Hài, công ty Điền Quân sẽ ký hợp đồng với em 3 tỷ. Anh nói nghiêm túc không? Nói đùa. Nhỏ tưởng đùa cũng cười. Tưởng đùa cũng cười. Đừng giọng vô mặt nha. Nếu ký hợp đồng với em 3 tỷ, em làm độc quyền cho công ty vòng 3 năm, nhưng em phải ở trong công ty, đi đứng ăn uống và tất cả mối quan hệ của em đều chịu sự tác động từ công ty, em có chịu không? Nếu điều đó vợ em chịu. Tức là em trong vòng 3 năm đó là công ty quản lý hết tất cả mọi thứ của em luôn. Em chỉ việc đi làm nghệ thuật thôi. Hiểu không? Quản lý vợ em luôn. Về tất cả mọi thứ. Về tất cả mọi thứ, về các mối quan hệ. Những cái gì công ty gật đầu thì em mới được làm, còn không thì em được làm. Thì em có nhận không? 3 tỷ đồng. Nó bán trà sữa với nó cho em chắc. Cái gì em lấy 250 triệu đó em cũng có thể mở thêm trà sữa bán. Mốt lên truyền hình nổi tiếng bán còn hơn 3 tỷ. Bán nhiều năm chắc em sẽ bán được. Nói nào ngay chứ không có công ty nào ác tới mức độ kiểm soát mọi thứ của em gì. Anh đâu. Nói chơi với công ty Điện Quân đâu rảnh đâu lăn xe cho. Nãy em tính nói mà sợ anh quê. Sao. Có dập không còn ai hết trơn á nha. Cái con người này lanh lợi lắm. Công ty Điện Quân cũng mướn anh chứ bộ. Vô đây ngồi vậy thôi chứ có dính líu đến đây đâu, mướn 3 tỷ. Nói cho vui vậy chứ. Sợ quê. Ừ thì đó, giờ nói là quê rồi đó. Ừ. Sợ quê mà nó dập tới, nó dập 5-6 nhát vậy thôi chứ nó không nói nhiều. Không nói đâu nghe chứ, em rất là thông minh. Anh nghĩ là sẽ có những đơn vị họ tìm đến em ha. Anh chắc chắn điều đó. Nhưng chỉ nói cho em biết vậy thôi. Cuộc đời á, anh sợ nhất là cái hiện tượng mà một ngày nó thay đổi quá nhiều thứ trong cuộc đời người ta. Cuộc đời chúng ta có bốn dạng, nó có thể biến được bản chất con người thành một cái khác. Tại vì theo anh nghĩ nhé, một hành động được lặp đi lặp lại sẽ là một thói quen. Thói quen đó được duy trì sẽ ra tính cách, và tính cách đó được định hình nó sẽ ra bản chất con người. Bản chất con người thì bất di bất dịch, nhưng với bốn trường hợp nó sẽ thay đổi. Đầu tiên là vì say. Thứ hai là vì yêu. Thứ ba là vì tiền. Và thứ tư là vì biến cố. Trong trường hợp của em nó nằm đến hai trường hợp đúng. Đó là biến cố và tiền. Em đang có tiền. Em phải đối diện với rất nhiều tiền. Và biến cố của em là rất nhiều tiền đó sẽ làm cho em phải thay đổi cuộc sống. Thì anh hy vọng em ráng giữ vậy. Ráng giữ cái chất của con người mình, đừng để mất chất. Tại vì họ yêu mến em là vì cái này. Với lại anh nói luôn nè, anh nói ví dụ như sau đêm nay sẽ có A, B, C gọi cho em là mời em đi diễn hài. Anh nói trước luôn, đừng bao giờ nhận. Đừng nhận. Bởi vì em nhận em không làm ai cười được hết. Anh nói trước luôn nha. Anh nói giá rất... Hả? Mất giá. Ông có giá đâu mất. Anh đang nói nghiêm túc. Dạ thì em dạ. Ví dụ có một A, B, C mướn em đi diễn hài. Anh nói em luôn, em lên diễn người ta cười, anh sẽ cho em 1 tỷ. Anh nói nghiêm túc. Ở đây là một cuộc thi nó hoàn toàn khác biệt. Và Trấn Thành là người làm người ta cười. Cho nên Trấn Thành thèm một lần được cười lắm, anh cũng vậy. Và hiểu được con người của em là như thế. Và trong cái khung cảnh như thế này thì tất cả mọi lời nói đó nó hỗ trợ tất cả lẫn nhau để tạo nên cái cảm xúc để mình cười.
Còn khi em bước ra sân khấu em diễn với như thế này, anh xin lỗi em luôn, cười anh cho em 1 tỷ. Anh nói như vậy để em hiểu rằng là nó ở mức độ nào, có vị trí như thế nào và cái tầm quan trọng nó như thế nào, để đừng có dại dột mà biến cuộc đời mình nó đi theo một cái lối sai hư và không bao giờ quay đầu lại được. Có hiểu không? Có nghĩa là đây là một luật lệ. Anh Giang cười em có tiền, nhưng cuộc đời nó không có luật lệ. Luật lệ duy nhất là họ bỏ tiền vào xem em diễn, em phải làm họ cười liên tục, chữ đó trong ngoặc kép. Họ không có cười một nụ cười để em được tiền liền, hiểu anh nói không? Lúc đó nó đòi hỏi, bây giờ là đang ngồi không nha, không ai cho tiền ai trơn nha, em làm gì vui ta cười liền ha. Tại ta không biết em là ai, nhưng giờ biết em rồi đúng không, thấy em vui rồi đúng không, người ta có sự mong đợi, mà mong đợi mà không làm ta cười được trả lại ha. Anh chỉ khuyên vậy thôi. Nếu có ai đó khuyên em làm ca sĩ, anh thành thật khuyên là em nên làm, tại vì em hát hay lắm, chứ mà là không nói giỡn, cái nào không nói giỡn. Em hát không nhạc mà anh cảm thấy được tình cảm của em, hát rất tốt. Em chỉ còn đi luyện thanh thêm, hát chắc chắn thì em hoàn toàn có thể trở thành ca sĩ. Cái gương mặt của em cũng thiện cảm nữa, tình cảm lắm, dễ thương lắm. Nếu cái đó thì làm, mà phải tập tành, phải học hành đàng hoàng ha. Chứ đừng có vội vàng phóng ra sân khấu làm bất cứ một cái gì mà dính tới chữ chuyên nghiệp. Em chưa có đủ cái cơ sở để chuyên nghiệp nha. Giữ cho mình cho đến một lúc nào đó em có đủ khả năng bước ra sân khấu như một nghệ sĩ đàng hoàng mình diễn. Nếu em yêu nó nha, anh đúng là nếu em yêu nó nha. Còn không thôi thì mình cứ giữ cái chất này, tại vì hiếm hoi lắm. Hiếm hoi trong cuộc sống có những người như em lắm nha Cường nha. Vậy mốt em phải đi thi nhiều quá anh. Em cứ đi thi, anh nói thật, bây giờ có rất nhiều cuộc thi về âm nhạc. Nếu em cảm thấy em yêu mến âm nhạc, em cứ đi thi. Nhất là khi họ đã biết em là một thí sinh nổi tiếng của chương trình này, họ sẽ có nhiều chú ý đến em hơn, và cái khả năng của em được khán giả yêu mến sẽ nhiều hơn. Anh nghĩ vậy. Một chương trình nào đó của Điền Quân tham gia, tổ chức em có thể tham gia. Nhưng mà phải lựa chọn trước nè, anh nói luôn nè. Nếu như may mắn ở cuộc thi âm nhạc nào đó, em trở thành một trong những cái thí sinh có ảnh hưởng, tiềm năng trước để đoạt giải quán quân, và ví dụ như là hên xui mới rủi gì đó, em đoạt giải quán quân và em nổi tiếng showbiz, em bước vào là 100.000 nỗi đau, nhưng với 250 triệu em trở về Long An sống bình yên, vợ con đẻ 5-7 đứa, nuôi đứa nào học thành tài, không có nỗi đau nào xảy ra hết. Em chọn cái nào? Nói liền bây giờ luôn, em chọn cái nào? Với một cái danh vọng, sự nổi tiếng, gần 90 triệu dân Việt Nam biết em là ai, nổi tiếng, có hàng chục tỷ trong tay, bước lên một vị trí mới, 100.000 nỗi đau dù dập, chưa chắc hạnh phúc gia đình còn. Nhưng mà theo như anh nói vậy thì ví dụ như vô showbiz mà làm vậy thì thấy nó cũng, cái showbiz nó khổ quá ha. Ủa em tưởng anh Yến Thành ngồi đây là sung sướng hả? Anh nói là 100.000 nỗi đau khổ. Trời, em hỏi anh khổ không? Một cái đó gọi là chất vấn nhau đó hả? Thật sự ra mà nói như này, anh Giang làm áp lực em thôi. Cuộc đời mà bất cứ thôi cái gì, bất cứ tới cái đầu gì mình... tới chứ thiệt. Đúng rồi. Chi vậy, chi đặt áp lực nhau chi vậy? Thật ra cuộc đời cái gì cũng vậy, cái một cái nào em lựa chọn ha, nó đều có hai mặt thôi. Sướng và khổ. Sướng ít thì khổ ít, sướng nhiều khổ nhiều. Cái gì nó cũng có cái tỷ lệ thuận đó. Vậy thôi. Năng lượng không tự tan biến đi, chỉ được chuyển từ dạng này sang dạng khác. Em sướng nhiều thì em khổ nhiều thôi. Giờ cũng vậy, không tự tan biến đi, chuyển từ vợ mình qua vợ người ta. Dễ gì Khoái lắm phải không? Trời ơi, nó thương em vô cùng. Vấn đề nằm ở chỗ đó. Em hiểu không? Vấn đề là em biết vợ em thương em vô cùng. Rồi em có thật, em có làm lại ngược y chang gì không? Có không? Cầm cái micro đưa người ta nói y như đưa uống thuốc độc vậy đó, tim để từ áp lực sao ta nói được nhẹ nhàng. Anh có yêu em không? Có. Trời ơi kinh quá, hai đứa kinh. Lấy hàng 150 triệu. Và người đầu tiên chiến thắng giải thưởng cao nhất của đêm gala trị giá 150 triệu, Lên.
tức rồi.